Chào mừng các bạn đã đến với channel của mình. Ở video ngày hôm nay, mình sẽ giới thiệu các bạn cách trồng hoa bằng cách tận dụng những ống nhựa PVC bỏ không ở nhà. Thế nào, mình mang hoa chưa? Thank you.
bạn đã theo dõi video, hãy nhấn like đăng ký kênh để cập nhật những video mới hơn nữa. Xin chào tạm biệt các bạn, hẹn gặp lại.